bao nhiêu năm mình có thể ngưng được? Khi nó đã thành thói quen rồi thì nó cũng tốt cho mình, thì con làm tiếp tục. Cái ông bà đó có đi đầu thai thì cái ông bà chưa đầu thai á cũng mượn cái danh của ngày đó cũng tới ăn, có mình cũng có ăn thì cứ nên làm hoài đi. Chứ thật sự đâu phải là một người đâu, cũng giống giờ con đi lại tượng Phật, đâu phải là Phật Thích Ca lúc nào cũng ở đó. Nhiều lúc vị thần hay là tiên hay là những cái ma nữa, mấy cái chùa mà không có đức độ, mấy ông hạng có đức độ, mấy ma ở trong tượng Phật về, hoặc là mấy cái miếu mà dọc đường lề đường á, đâu phải là vị đó đâu. Trời, cái đó là chuyện thường, chỉ là bề ngoài thì mình tưởng là mình giống như mình lại quan công cái miếu đó, mà thật sự cái đó là một vị thần khác hoặc là một con ma nó ở ngay chỗ đó. Còn ở nhà mình thì mình đã làm quen rồi thì mình cứ là việc làm. Còn mình ngưng á, nhiều lúc một cái vị ông nội mình đi, mình làm đúng dỗ ông nội, ông nội mình đâu thai rồi, ông đâu còn đây nữa đâu, ông hưởng thì ông cố bữa hổm thằng con thằng tao nó đi đầu thai rồi, tao hồi xưa tao ác quá, tao chưa đầu thai. Tại đó với cái thời gian của mình thì là ngắn 100 năm, chứ đó với họ là cả ngàn năm không nhầm chứ. Ông cố cũng ai cũng hưởng cho ông hưởng, chứ còn ngưng nhiều lúc ông giận ông quýnh con.